Vừa rồi tôi không là cán bộ đảng viên thì đã xảy ra đánh lộn với nhau, là đâm chém với nhau tại đây rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mình là cán bộ đảng viên phải gương mẫu và chấp hành, cắn răng là dằn bụt là để cấp trên xử lý như thế nào. Chứ còn cái các bộ Hải Phòng kìa, dân này đâu thua gì dân Hải Phòng đâu, người ta vẫn biết cái lý lẽ chứ. Có ai mà người ta xây 40 50 tỷ được mà làm 3 4 năm trời xe đổ ầm ầm á, thì lại là không nói gì. Rồi mình chỉ đúc mấy cái trụ để làm mấy lá tranh, để làm cái quán buôn bán thật sự ở đây. Vì trước đây là tôi làm khu du lịch kia thì khách hàng tôi có rất nhiều, nên tôi muốn làm ở đây là tôi làm một cái quán đây là khách du lịch người ta về đây ăn uống phục vụ cho người ta để kiếm cuộc sống thôi, chứ còn ngoài ra cũng không có một ý định gì nào khác hết. Nhưng mà không biết sao mấy anh cấp trên là nghĩ như thế nào, làm khó dễ cho tôi quá. Người ta nói chú là đảng viên thì chú phải gương mẫu, nhưng mà có những cái người cũng là đảng viên lại thậm chí lại giữ những cái chức vụ rất cao cấp trong nhà nước, người ta quá hiểu những cái việc mà pháp luật quy định những cái gì, nhưng mà người ta lại vẫn cố tình ngang nhiên như thế thì Cũng đợi như bác, như tôi không dám nói với nhân các ông tướng đó thì nói gì nữa, người ta có quyền hành nhiều hơn. Còn có chỗ ông Thạch, ông Quang mà xây biệt phủ trên kia thì vàng ổng cả tấn, làm sao mà nói. Ví dụ như thử mình thấp cổ bé miệng thì nói với ai, không nói được. Vợ tôi cũng kêu gào biết bao nhiêu tháng bao nhiêu trời đi làm biết bao nhiêu đơn, gửi xuống quận gửi xuống thành phố mà cũng chẳng vô bạc âm vô tín, không ai trả lời hết trơn á. Tôi rất là khó chịu. Kể cả như ông Ngọc Đoan viết báo tầm bậy tầm bạ nó, tôi gửi xuống tôi hỏi ý kiến với ông Mai Đức Lộc là tổng biên tập là như thế nào cũng không thấy trả lời. Tôi thấy nó bất công lắm, hình như là cho tôi chìm xuồng luôn, mà tôi chết thì sống chết thì kệ bay, không có quan tâm gì tới tôi hết. Nên tôi rất bực, thật sự ngày nay tôi đang ốm, tôi rất mệt. Thì hôm tôi bị sốt sốt rét, lâu lâu là tôi mệt tôi sốt rét à. Nhưng mà tôi rất là mừng, nói chung cũng có cái công lý một chút đi, dù sao nữa mà có công lý để dân bọn tôi mọi người đây với thấy được cái sự công bằng của xã hội, với thấy được cái văn minh của chủ nghĩa xã hội mình chứ, cái sự cái công bằng của mình chứ. Ai mà làm muốn giết người ta là giết, làm có rằm rằm liền, không cần phải nói gì trơn á. người ta lấy lý do là bởi vì nhà ông tướng đấy là có rất nhiều công lao đối với đất nước. Chắc gì ổng là tướng Có với thể tôi là nói dân, rằng mà tôi nếu mà tôi những không đóng góp người như vậy thì ai được, vậy mỗi người đóng góp một chút chứ, mình phải là công thần đúng không. Ông tướng thì công lao có thể nhiều tôi gấp cả trăm gấp ngàn lần, nhưng mà không có công lao một phần của mỗi người nhiều hơn nữa. Tại vì ông tướng chỉ một vạn tướng thôi, chứ còn lính bọn tôi thì tới hàng trăm hàng vạn người hàng triệu người, thì cộng lại thì gấp mấy lần ông tướng, thì cho nên phải công bằng. Ông tướng như vậy thì bọn tôi phải công bằng đấy, chứ còn tôi không phải phân biệt với ông tướng được, mình làm sao mà phân biệt với ông tướng nữa. Nó ông tướng này làm nhà vô tư, ông ai dám đụng đâu. lại càng làm tướng lại càng làm những cái chức vụ quản lý thì người ta lại phải gương mẫu hơn để cho những người dân người ta nhìn vào À, đấy. còn cái chuyện gương mẫu là chuyện của họ, vì khi mà làm thì mấy anh lãnh đạo chắc cũng phải e dè nể nang rồi, chứ còn tôi thì họ cần gì nể. Tôi là lính lát rồi thôi, dắt cái bùm liền. Tôi là quần chúng thì tôi có ý kiến thế này. Trước tiên tôi giới thiệu về tôi đã. Tôi là nói tiếng Bắc, nhưng người gốc của tôi là người Đại Lộc và tôi là người ở trong này. Đấy, nhưng con cái của tôi vẫn ở ngoài Bắc. Thế thì tôi là người bạn bè với anh Tiến, thì tôi đề nghị báo chí, đề nghị các cơ quan truyền hình sau cái vụ việc tham quan cái vụ việc trò chuyện lúc này, tôi đề nghị nhà báo quan sát trực tiếp gia đình hoàn cảnh của anh Tiến ở đây. Tôi có thể nói là anh Tiến là người bị hại rất lớn ở đây, nhà cửa thì bị phá, tường rào thì bị phá, và công ăn việc làm của anh Tiến nuôi gà nuôi cá nuôi chim và nuôi, trước đây anh còn nuôi dê nữa, và bây giờ anh nuôi hươu nuôi nai. Đề nghị phóng viên quay trực tiếp những hình ảnh của người lao động, và người lao động thì bị trù dập, nhưng ngược lại những người lãnh đạo, những người gọi là những người thực thi pháp luật thì lại vi phạm pháp luật, cụ thể như nhà ông tướng công an. Và cũng đề nghị đảng và nhà nước phải xem xét cái nguồn tiền của tướng này lấy ở đâu ra để mà làm như thế. Chúng tôi, bản thân tôi là thương binh loại 1 trên 4, nhà nước nuôi dưỡng. Anh Tiến cũng hoàn cảnh bộ đội cùng như tôi. Nhưng anh Tiến bị trù dập, còn tôi không nói chuyện hoàn cảnh của tôi ở đây, mà tôi đang tập trung vào cái câu chuyện ở đây. Hoàn cảnh của anh Tiến ở cùng một địa bàn, cùng một phường, cùng một gần đây thôi, đi một xí thôi. Các anh các chị sẽ thấy nhà của tướng to bằng ngần nào, mà không phải có một cái đâu, có rất nhiều. Kể cả cái nhà của anh Quang ở bên kia. Các anh chị cứ sang mà quay phim, sang mà chụp hình, có khác gì một cái vạn lý trường thành ngăn cái đèo Hải Vân này không? Nếu mà vệ tinh ở trên kia có khi nhìn được. Cái nguồn tiền nó ở đâu? Chắc chắn là bất chính. Chắc chắn bất chính. Qua vụ việc này tôi đề nghị
báo chí lên tiếng mạnh mẽ để Quốc hội họp và xử lý cho thật nghiêm để làm gương cho đất nước. Thế tôi có ý kiến ngắn gọn như thế. Tôi xin hết. Vâng, nhưng mà trong cái quá trình mà xây dựng cái căn biệt thự thì không phải trong khoảng thời gian ngắn. Vâng. Sao người dân mình không có những cái sự kiến nghị lên chính quyền địa phương về cái vấn đề đấy? Thế tôi có ý kiến như này, tôi có ý kiến bổ sung cho anh Tiến như này. Luật đất đai quy định rất rõ như thế nào là đất rừng, như thế nào là đất ở quy định rất rõ rồi. Nhưng trong vấn đề thực thi pháp luật, chính anh Quang và chính anh cơ quan tướng, anh ấy đã hiểu quá pháp luật rồi, cho nên anh ấy tìm các cái nguồn anh ấy nách luật, anh ấy làm cái vấn đề xây dựng đó đến bây giờ không phải mới đây đâu, 2-3 năm nay rồi, từ thời Nguyễn Bá Thanh vẫn còn đang ở tại ngoại ở đây cơ, đang ở vị trí này cơ, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh cũng lại làm nơ. Cái vấn đề này không phải chỉ có một cơ quan ban ngành đâu, nó liên kết kể cả ông Nguyễn Bá Thanh. Mà ông Nguyễn Bá Thanh làm nơ thì mới có chuyện các ông kia nó mới tồn tại như thế. Còn luật quy định rất rõ rồi, đất thế nào là đất rừng, đất rừng là cấm xây dựng nhưng được phép làm lán tạm, nhà tạm để chăn nuôi sản xuất, để phục vụ đời sống, chứ không phải cứ giữ đất rừng mãi để không đâu được đấy. Nhưng chính các ông ấy mới là người xây đất, xây nhà lên đất rừng để chiếm. Nhưng các ông ấy luôn nẻo nẻo mồm ấy, các ông ấy nói rằng là lúc nào nhà nước nấy thì tôi giả, tôi phá. Thế đến bao giờ nhà nước nấy? Còn đây nhà nước có nấy đâu, nhưng các ông vẫn đến phá của chúng tôi. Cụ thể đây ông vẫn phá của anh Tiến này. Hàng rào trước đây anh ấy xây rất đẹp, từng hòn sỏi, hòn đá anh ấy đi nhặt ở dưới biển, anh ấy đi nhặt ở trên các nơi, anh ấy về vợ chồng con gái anh nhặt, anh ấy xây dựng lên cái tường rào. Đến bây giờ phá hết của anh ấy. Các anh các chị có thấy thương, gọi là thương không? Một cựu chiến binh như chúng tôi